Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 17 tháng 7 năm 2020. Và hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưng là sản phẩm nào bên em có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối bên mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa là chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone X. iPhone X thì con này là mình sẽ xem là bản gì nhá. iPhone X, con này là bản VN9A, con này là bản công ty Việt Nam nhá. Của FPT về thế giới động nhá. 64GB. Tình trạng con này là máy mất Face ID và màn hình là bị chảy một tí tí màn hình mực ở trên tí tí trên đầu thôi nhá. Đấy, bé bằng nửa hạt gạo nhá. Đấy. Con này thì là main zin, màn zin, máy màu trắng. Hình thức là máy còn 90% nhá. Hình thức là máy còn 90% ạ. Con iPhone X này tình trạng là máy bị mất Face ID và bị Face ID và chảy tí tí màn hình. Thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 5 triệu đồng nha các bạn nhé. iPhone X 5 triệu đồng rất là rẻ. Rẻ với một nửa so với những sản phẩm mà máy iPhone X mà trong thời điểm này các bạn mua iPhone X thì rơi vào tầm độ 9 đến 10 triệu, máy ngon đấy. Nhưng mà con này thì bên mình đang bán với giá 5 triệu thôi. iPhone X các bạn dùng rồi, thứ nhất là rất là phê, và thứ hai rất là xinh, màn hình thì là màn hình AMOLED rất là đẹp nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone X này các bạn nhớ hàng mình sớm nhất nhá. Bên mình đang bán các bạn giá là 5 triệu đồng nhá, rẻ kinh khủng nhá. Bao cho các bạn là main zin, màn zin nhá, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. iPhone X thì màu trắng nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 3 cây Samsung S8 ạ. 3 cây Samsung S8 ạ. Con này thì là nó bị là gì nhỉ, kiểu khách người ta dán cái cường lực mà gì nhỉ, cường lực mà FPT ấy. Đây. Con này mình bóc ra mà khoai quá, mình vừa mất gì nhỉ, mất phải đến gần một nửa tiếng mình bóc một ít thôi. Còn mai thì mình sẽ bóc nốt cho các bạn nhé, bạn nào lời thì mai mình sẽ bóc nốt ạ. Này, con này thì phải cậy từng tí một các bạn nhé, chứ không cậy được nhiều ạ. Thì vì khách người ta dán cái miếng cường lực này cũng khá là lâu rồi nên mà dính rất là chặt ạ. Đấy, bóc ra rất là khó. Này, con này thì hình thức là máy đẹp còn 90% này. Đấy, hình thức là máy màu bạc rất là đẹp ạ. Con này thì là màn đẹp, hình màn hình đẹp nhé. Con S8 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 nhé. 3.500.000. Con này là bản Hàn, 2 SIM, RAM 4GB, mình sẽ xem là RAM bao nhiêu GB nhé. RAM 4 bộ nhớ 64 nhé. Đấy. Con này là RAM 4 này. RAM 4 bộ nhớ 64. Đấy. Đây hai con này. Con này cũng là bản Hàn. Con này bản Hàn cũng máy đẹp. Con này thì máy đẹp là trên 90% này. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 nhé. Con này cũng là bản Hàn, 2 SIM, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Hai con này bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 sản phẩm Samsung S8 nhé. Con này thì máy màu gì nhỉ? Ở đây các bạn nhìn thấy màu nó rõ đây. Xám xám bạc bạc này, và con này là xám xám bạc bạc này. Rất là đẹp ạ. Con này thì là 3.500.000 này. Và con này cũng là 3.500.000 nhé. Hai con S8. Con này thì là màn rất là đẹp ạ. Hai con này thì màn đẹp nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, S8 các bạn cũng đã rõ rồi. Mình sẽ xét qua là S8 này. S8 thì nó là siêu phẩm của các bạn nhé. Này, mình sẽ nói sơ qua về qua con S8 này. Thì là màn hình con này là màn hình là 5,8 inch nhé. Đấy, 5,8 inch ạ. Con này thì là màn hình của nó độ phân giải là 2K cộng nhé. Đấy. Màn hình của nó là gì nhỉ? 5,8 inch là màn hình cong nhé. Màn hình cong tràn viền đấy ạ. Đấy, con này thì gì nhỉ? Màn hình là độ phân giải là 2K, RAM 4GB, bộ nhớ trong coi như là 64GB. Hai con này đều là bản Hàn, 2 SIM. Bên mình đang bán với dạng bạn đồng giá là 3.500.000 một con nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn liên hệ hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, đây số mình dùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình, và đây là địa chỉ cửa hàng của mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng của mình có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình. Và Hà Nội thì mình có là ship luôn vào trong ngày nhá, nên các bạn yên tâm nhá. Khu vực quanh Hà là thành phố Hà Nội nhá, thì mình sẽ ship cho các bạn luôn trong ngày luôn. Còn ngoại thành thì phải mất một hôm các bạn nhé. Đấy.
Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên là các bạn yên tâm lựa chọn và ưng sản phẩm bên mình, nhấc tay lên. Đấy, tất cả sản phẩm bên mình báo giá trực tiếp cho các bạn. Thì các bạn công khai và trực tiếp cho các bạn, thì các bạn ưng giá bên mình, các bạn nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để mua và đặt hàng nhá. Giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối thôi. Mong các bạn gọi mình sớm quá và muộn quá nhá. Đấy, hai con S8 rất là đẹp ạ. Đẹp trên 90%, 3 triệu 500k một con nhá. Con này thì mình sẽ lột hết cương lực đi. Hoài quá các bạn. Đấy, 3 triệu 500k đấy. S8 ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này tặng sớm nhất nhá. Còn con này thì là màn, con này là S8 màn hơi bị ám hồng một chút. Con này đây. Con này thì là bản màn hơi ám hồng một chút, con này bản công ty nhé. Bản công ty nó hay bị ám lắm. Con này bản công ty, hai sim. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. Con này thì là màn hơi bị ám một chút nhá. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng nhá, S8 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này, các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá, S8 đấy ạ, 3 triệu ạ. Rất là rẻ nhá. Đấy, bạn nào thích rẻ hơn thì cũng có nhá. Mà đắt hơn thì cũng có nhá, S8 3 triệu đấy ạ, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, S8 đấy. Đấy, S8 màu đen nhá, con này đen bóng nhá, rất là đẹp, hình thức cũng máy cũng trên 90%. Mà giá cực kỳ là rẻ, 3 triệu đồng nhá. Đấy, 3 triệu đồng đấy ạ, S8 nhá. Và đây là con Note 8. À, Note 8 nhà mình thì còn hôm nay nhà mình còn một chiếc gì nhỉ? Note 8 nhá. Đấy, con này là bản Hàn 2 sim. Con này thì máy màu xám xám này nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4 triệu đồng. Máy thức là máy đẹp trên 90% nhá. Máy rất đẹp, đẹp trên 90% đấy ạ. Đấy, Note 8 thì các bạn cũng giá cực kỳ là ok rồi. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hơi bị ám hồng một chút nhá. Đấy, bên mình đang bán các bạn với giá là gì nhỉ? Bán các bạn với giá là 3 triệu. À sorry các bạn, là gì nhỉ? 4 triệu đồng nhá. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì nhá. Dùng được một thời gian là đơ lòi ra. Đấy, S8 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Màn hình thì là 6,3 inch. Đấy, 6,3 inch cũng là tràn viền. Màn hình nó độ phân giải là 2K, nghe nhạc thì quá tuyệt vời nhá. Con Note 8 này màu xám này thì bên mình đang bán bạn giá là 4 triệu đồng nhá. Đấy, màn hình thì hơi bị ám hồng một chút thôi. Tội gì các bạn phải đi mua những máy mới bây giờ. Máy mới bây giờ thì các bạn thứ nhất là mua đắt, mà thứ hai dùng chất lượng rất là kém. Nói chung là máy mới những bây giờ dùng kém lắm. Những sản phẩm này con cưng lúc thời điểm nó mới ra ấy, nó gần 30 triệu, nó đắt hơn cả một con Way A và một con ngang với con máy xe máy lít nhá. Đấy, xe máy lít là chưa đăng ký. Đấy, tội gì các bạn mua đây. Các bạn về khoe bạn bè các bạn mua 10 triệu thì ai cũng tin cả. Đấy, Note 8 đấy. Còn bạn nào không thích màn ám thì các bạn có thể là vào chế độ màn hình này. Các bạn chế độ ban đêm này, đấy, là hết màn ám luôn nhá. Đấy. Đây các bạn vào đây là hết màn ám luôn ạ. À. Đấy. Đấy là khắc phục màn ám nhá. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất. Đây Note 8 thì camera các bạn khỏi phải chê luôn. Quá tuyệt vời. Các bạn nào chạy Grab thì con này nổ đơn thì nhanh vù vù nhá. Đấy. Anh em Grab thì rất thích con Note 8 này. Note 8 này thì nổ đơn thì nhanh, cực kỳ là nhanh, cực kỳ là phê ạ. Note 8 đấy ạ, rất đẹp keng luôn. Chỉ với giá là 4 triệu nhá, rất là rẻ ạ. Bản Hàn 2 sim 2 sóng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 đấy các bạn, nhân hàng mình sớm nhất nhá. Đây, và đây là con A70 ạ. A70 thì là 4 triệu 300k. A70 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Đấy, A70 đấy ạ. Đấy, con này là bản công ty 2 sim. Thì mình sẽ xem bộ nhớ của nó, là bộ nhớ của nó con này là Android 10 nhá. RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 300k ạ. Đấy, 4 triệu 300k sản phẩm Samsung A70 đấy ạ. A70 nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB ạ. Đây, máy hình thức là đẹp trên 90% ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 thì các bạn đến hàng mình sớm nhất. Đây, A70 thì màn hình là 6,7 inch. Tràn viền, tai thỏ, tai trâu, tai bò đấy ạ. Đấy, A70 đấy ạ. Rất là đẹp nhá, đẹp trên 90%. Ba camera, con này thì rất là hiếm ạ. Hôm nay mình vừa mới về con này xong. A70 thì 4 triệu 300k nhé. Đây là khay sim của nó đấy. A70 4 triệu 300k nhé. iPhone X này, iPhone X này. Mình sẽ giới thiệu cho bạn những đời cao này. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình vừa mới về là con Oppo F11 Pro. F11 Pro con này là bản khoai môn nhá. Bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB đấy ạ. F11 các bạn Pro thì các bạn dùng quá tuyệt vời rồi ạ. F11 Pro
RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, F11 Pro đấy, hình thức là máy đẹp cũng là trên 90% các bạn nhé. F11 Pro RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB ạ. Đấy. Đấy, camera chụp tuyệt vời luôn, ui xin nét căng luôn. Đấy, camera thò thụt đấy, F11 Pro đấy ạ. Đấy. F11 Pro ạ. Đấy. F11 Pro. Các bạn không dùng con này thì bạn dùng gì nữa? RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Thì các bạn thể thao hồ lưu trữ, thao hồ làm gì thì làm nhé. Đây, F11 Pro đấy ạ. F11 Pro đấy. À, con F11 Pro này hình thức là máy đẹp là trên 90%. Con F11 Pro này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.300.000 nhá. 4.300.000 sản phẩm Oppo F11 Pro. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, 4.300.000 đấy ạ. Nói chung là các bạn dùng những sản phẩm Oppo hoặc là Samsung này, Vivo các kiểu, Xiaomi này, các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. iPhone thì bây giờ thì rất hay lỗi vặt rất nhiều. Thì thứ nhất iPhone bây giờ thì nào thì đổi hết thông tin của máy. Nói chung là các bạn mua iPhone thì các bạn chọn nên những uy tín. Đấy. Nói chung là thông tin, các cái thông tin mây mủng trong máy là, hoặc là các cái đuôi trong máy các bạn bây giờ người ta đổi được hết rồi. Ba Bluetooth xanh người ta cũng fit được hết rồi. Nên là các bạn cứ chọn những mua iPhone những nơi uy tín nhất nhé. Đấy là khuyên chân thành của mình. Còn những sản phẩm Oppo, Samsung, Xiaomi này, các bạn mua cực kỳ là sườn, cực kỳ là bền, các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất là ít nhé, tại vì mình bán nhiều rồi, bảo hành. F11 Pro ạ. Rồi, bạn đã thích sản phẩm Oppo F11 Pro đó các bạn nhé, hàng sớm nhất nhá, 4.300.000. Chỉ 4.300.000 thôi. Đây. Anh em đây. Oppo A37 đấy ạ, 1.000.000 một con nhá. Đấy, Oppo A37 thì hôm nay nhà mình còn 2 chiếc nhá. Đấy, 1.000.000 một con nhá, Oppo A37 ạ. RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 16GB nhá. Oppo A37 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất đấy ạ. Đấy, Oppo A37 đấy ạ. Đấy, 1.000.000 đồng một con nhá. Đấy, Oppo A37 thì mình có hai tên nhá. Đấy, con Note 5, đây là con Note 5, con này tình trạng là màn bị hơi bị lưu ảnh một chút. Note 5 con này thì màn hơi bị lưu ảnh một chút. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000 nhá. Đấy, Note 5 thì 1.500.000 đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nhà hàng là sớm nhất nhá. Máy màu gold, hình thức là máy đẹp còn 90% ạ. Máy đẹp 90% nhá, Note 5 đấy ạ. Màn thì hơi bị ám lưu ảnh một chút này. Đấy, bên mình đang bán mọi giá là 1.500.000 Note 5 đấy ạ. Đấy, bạn nào thích ngon bổ rẻ các bạn nhà hàng là sớm nhất. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình thì là 5.5 inch, rất là to, rất là sướng các bạn mua về xem phim, chạy Grab nào thì nổ đơn thì tinh tinh tuyệt, rất là tuyệt vời ạ. À, rất là tuyệt vời nhá. Note 5 này ạ. 1.500.000 nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Và đây là con i91C ạ, i91C. i91C 1.900.000 nhá. Máy đẹp như là mới luôn ạ. Đây. Máy đẹp keng luôn, như là mới luôn nhá. i91C. Pin thì là hơn 4000. Đấy, màn hình thì là hơn 6 inch. Đấy, màn hình thì là hơn 6 inch này ạ. Đấy, RAM 2, bộ nhớ trong là 32GB ạ. Bạn nào thích sản phẩm Vivo i91C thì các bạn nhìn thấy hàng mình sớm nhất. Con này thì bên em đang bán các bạn với giá là 1.900.000 nhé. Máy đẹp keng như là mới luôn, khách vừa mới mua xong nhé. Đấy, máy màu đỏ, đỏ tím rất đẹp ạ. 1.900.000 i91C đấy ạ. RAM 2, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, máy đẹp lắm, đẹp như là mới luôn. Các bạn dùng con này thì các bạn không làm rơi làm bể gì thì các bạn phải dùng được vài năm nhé. Các bạn chán máy, các bạn đập máy đi thì mới hỏng thôi. Bình thường lỗi vặt ít ạ. Đấy, rất là rẻ nhá.
Vivo i91C nhá. Và tiếp đến là con Oppo gì nhỉ? À con này là Samsung A30s, A30s này. Hôm nay nhà mình vừa mới về con A30s này nhá. Đấy, A30s con này là bản công ty, 2 sim, 2 sóng. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá, A30s này ạ. Thì hình thức máy con này đẹp là trên 90% ạ. Đây. Máy đẹp là trên 90% A30s ạ. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 200k nhá. 3 triệu 200k sản phẩm Samsung A30s đấy ạ. Đấy, A30s đấy ạ. Màn hình con này là màn hình là 6,4 inch. Đấy, màn hình là 6,4 inch nhá. Pin thì là 4000, hơn 4000. Đấy, màn hình tay thỏ, tay trâu, tay bò đấy ạ. Đấy, tay trâu, tay bò đấy. À, Samsung A30s nhá. 3 camera này, đấy. Nó khác không khác gì con A70 cả này. Camera là khác như nhau luôn này, đấy, giống ý lúc nhau này. Đấy. 3 camera. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 3 triệu 200k thôi các bạn nhá. Con này là A30s ạ. À, máy đẹp kia, trên 90%. Bên mình đang bán các bạn giá là 3 triệu 200k, cực kỳ là rẻ nhá, A30s đấy ạ. Và đây là con gì nhỉ? Không nhiều lắm. Con A7. Hôm nay nhà mình vừa mới về con A7 2017 đấy ạ. Đấy, A7 2017 này, con này là bản Hàn 2 SIM. Bản Hàn 2 SIM, máy đẹp là trên 90%. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là gì nhỉ? À, 2 triệu 400k nhá. 2 triệu 400k. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng nhá. A7 2017 ạ. Pin con này thì quá trâu bò rồi. Màn hình thì là 5,5 inch nhưng mà màn hình ngày xưa thì thiết kế rất cực kỳ là to nhá. Đấy, các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cái em nhỏ rất ok. Hoặc là các bạn nhà các bạn mà có các cụ ấy mà tuổi cao mắt kém, các bạn mua sản phẩm Samsung này về dùng cực kỳ thích, cực kỳ là tuyệt vời ạ. Đấy. A7 2017 bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2 triệu 400k một con nhá. Nhà mình thì hôm nay vừa mới về được một chiếc nhá. Con này là máy 2 SIM 2 sóng nhá. Đấy, cái loại này các bạn chỉ về đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Nay về thì nhiều lắm. Đây. Và con này là Redmi C1 này, Redmi C1. Pin thì là hơn 4000, màn hình thì là hơn 6 inch. Đấy, tràn viền, tai trâu, tai bò. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu 500k nhá. Con này là Redmi C1, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB ạ. À, Redmi C1, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu 500k. Đấy, cực kỳ là rẻ. Đấy, tội gì các bạn mua những máy mới làm gì. Đây các bạn mua máy cũ đây. Thứ nhất là ngon, bổ rẻ. Và thứ hai là tiết kiệm chi phí rất là nhiều ạ. À, bạn nào thích sản phẩm Redmi C1 thì các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá, 1 triệu 500k, máy màu xanh. À, rất là đẹp, đẹp long lanh, đẹp như nồi canh luôn nhá. À, Redmi C1 nhá. Rất là thích, 1 triệu 500k nhá. Đấy. Và đây là con Oppo A3s. A3s thì con này là 1 triệu 700k nhá. 1 triệu 700k. Con này thì nó giống con Redmi C1 thôi. Đấy, màn hình thì là hơn 6 inch. Tràn viền tay thâu tay bò. Pin thì cũng là hơn 4000, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Con này thì hình thức là máy đẹp cũng trên 90%. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu 700k nhá. Sản phẩm Oppo A3s đấy ạ. 1 triệu 700k Oppo A3s đấy ạ. 1 triệu 700k. Cực kỳ là rẻ nhá. Các bạn mua về chỉ có đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường các loại này mà lỗi vặt thì mình cam đoan các bạn lỗi vặt cực kỳ là ít nhá. Đấy, con này 1 triệu 500k và con này là 1 triệu 700k nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về con A37 đấy ạ. Con A37 thì con này máy cực kỳ là zin nhá. Máy zin nguyên bản nhá. Con này thì bên mình đang gì nhỉ? Oppo gì nhỉ? Neo 7 nhá. Con này là Oppo Neo 7 đấy ạ. A33. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 750.000 nhá. Hình thức là máy đẹp còn 85 đến 90%. Này con này là 750.000 đấy ạ. Này, Oppo gì nhỉ? Neo 7 này ạ. 750k. Cái loại này các bạn mua về tặng cho các em nhỏ hoặc là các em học sinh ấy, ra trường ra lớp không bị mất, hoặc nhà các bạn mà vợ chồng mà hay cãi nhau ấy, các bạn có thể là mua sản phẩm này về được. Hoặc là mỗi lần giận lên các bạn đập, có thể không đánh người, các bạn có thể đập máy ấy, thì nó rẻ thì các bạn tiết kiệm được phần nào nhé các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ. Bạn nào thích sản phẩm gì nhỉ? Oppo A33 này các bạn nhớ hàng sớm nhất nhá. Neo 7 750.000 nhá. Rất là rẻ. Đấy, ngon bổ rẻ. Kênh YouTube của mình toàn điện thoại ngon bổ rẻ thôi. Thì các bạn thích thì các bạn đi làm mình sớm nhất nhá. Đấy.
Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ các bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng và thích sản phẩm bên mình ấy, thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng vào đây, địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và các bạn nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình, hoặc là quanh khu vực Viên An, Ứng Hòa, khu vực Ứng Hòa, Hà Nội, hoặc là thành phố Hà Nội, thì mình sẽ ship trong ngày luôn cho các bạn. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm thả mua về thao đập phá các bạn nhá. Mọi lỗi trục trặc các bạn có thể gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình đây. Ví dụ mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số mình nhá, để trả lời các mọi thắc mắc nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại vào clip tối ngày mai nhá.